Mấy bữa bảo là thông báo cho các cụ là liên kết cái tài khoản ATX với lại cái sàn Atlas, nhờ mình đưa có bé đi thi đấu cho nên là cũng quên mất, về cũng chả nhớ gì luôn ạ. Tự dưng hôm nay đi dò mấy cái bể kích khai thác thì nhìn thấy nó mới sực nhớ ra, và kiểm tra thì chỉ còn có 2 ngày và 2 giờ nữa là nó kết thúc cái chương trình liên kết ví này rồi. Vì vậy cho nên là ai mà chưa liên kết thì các bạn liên kết ngay dù mình nha. Cái này liên kết với sàn Atlas, và cái sàn Atlas với lại ATX là một. À, lúc trước mình đã hướng dẫn các bạn tải app cũng như là cái KYC rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chỉ có việc là liên kết cái con bot này với lại cái sàn Atlas, và cái này thì là trước khi mà chúng ta liên kết ấy, thì các bạn nên đăng nhập vào tài khoản ở trên sàn trước nha, để cho nó không lằng nhằng. Còn nếu mà không ấy, chúng ta mà không đăng nhập trước thì là đến lúc là liên kết thì nó bắt chúng ta đăng nhập, nó khá là lằng nhằng ạ. Cho nên là chúng ta cứ đăng nhập xong, sau khi chúng ta đăng nhập xong thì chúng ta vào cái app này và chúng ta gõ vào liên kết với Atlas ạ. Gõ vào liên kết ngay nha. Đó. Sau đó các bạn gõ vào kết nối. Nó rất là đơn giản. Còn nếu như mà các bạn chưa đăng nhập trước ấy, thì đến cái khúc kết nối này nó sẽ yêu cầu các bạn là đăng nhập cái Gmail mà chúng ta đăng ký tài khoản Atlas cũng như là cái mật khẩu. Sau đó là chúng ta mới có thể kết nối được. Nó xong nó còn bắt gửi mã, gửi miếc nữa thì nó rất là phức tạp. Vì vậy cho nên là các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ phải đăng nhập trước, sau đó là chúng ta mới vào đây chúng ta liên kết. Và nếu như trước đây ai mà chỉ có tải cái sàn ATX ấy, thì là bây giờ các bạn cũng có thể là tải cái sàn Atlas này về và chúng ta đăng nhập vào cái sàn Atlas này bằng cái Gmail và cái mật khẩu mà trước đây chúng ta đăng ký cái sàn ATX. Bởi vì hai cái này nó là một ạ. Cái sàn Atlas này nó là sàn cũ, còn bây giờ cái sàn ATX này nó là sàn mới, nhưng mà hai cái nó đều là cùng một sàn, nó đều là liên kết với nhau. Đó, vậy cho nên là trước đây nếu như mà ai mà đã KYC cái sàn ATX rồi thì bây giờ các bạn đăng nhập ở trên cái sàn Atlas này thì cái tài khoản của các bạn cũng đã được KYC rồi nha. Đó, và sau khi mà các bạn liên kết xong ấy thì các bạn quay trở về đây, hoặc là các bạn thoát hẳn ra sau đó các bạn vào lại thì nó đã hiện lên là cái chữ là bạn đã liên kết tài khoản với Atlas. Vui lòng chờ tới 10 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2024 để có thể rút. Tức là như thế này là chúng ta đã liên kết thành công rồi nha. Đó, cho nên là ai mà chưa liên kết thì các bạn vào các bạn liên kết ngay cho mình nha.